xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Các bạn biết không, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời rất là đặc biệt. Đó chính là Hoàng Rapper. Ủa ngộ vậy? Ủa bình thường tôi làm MC mà, sao bây giờ xuống khách mời rồi? Hoàng biết không, tại vì sao? Tại vì là mỗi lần Thường xem cái chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao này nè, là Thường thấy Hoàng ăn rất là nhiều. Hoàng ăn rất là nhiều. Mà Thuận là một người rất đam mê về ẩm thực, cho nên ngày hôm nay Thuận đến đây Thuận muốn mình thay đổi chút xíu vị trí để Thuận có thể được ăn thật là nhiều món của ngày hôm nay. Ăn rất là nhiều, ý của Thuận nói là Hoàng ăn luôn cái phần của nghệ sĩ khách mời ngôi sao đến đây à? Hình như là vậy á, tại vì Thuận thấy là hầu như là món nào Hoàng cũng được ăn hết. Thì, đúng rồi, thì mình lâu lâu mình ăn ké mình hưởng mà, tình cảm chứ. Mà hồi nãy lúc mà Thuận ngồi dưới đợi chuẩn bị quay chương trình này nè, thì Thuận cũng thấy Hoàng đó là có nói sơ sơ mấy bạn ở dưới là chà, Hoàng làm cái show này riết chắc là Hoàng sẽ lên ký nhiều lắm đó, tại vì lên show nào cũng phải ăn. Lên lắm rồi nè. Thôi bên này làm phụ Hoàng được không? Tất nhiên rồi, Thuận tới giờ đây làm hay mượt mà lắm rồi đó. Chào sống lại một cái nè đó nè. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và nghệ sĩ khách mời ngày hôm nay đó chính là Hoàng Rapper. Còn người đồng hành với Hoàng đó chính là diễn viên Ngọc Thuận. Cũng hy vọng ngày hôm nay những món ăn ngon sẽ mang lại nhiều nguồn cảm hứng và năng lượng dành cho Ngọc Thuận. Tất nhiên rồi, Thuận nghe cái show này là Thuận đã muốn tham gia lắm rồi. Tại vì nghe quá lời luôn. Ở đây là các bạn nấu ăn rất là ngon nè. Chỉ là các bạn nấu những món lạ nữa, mà Thuận là người rất thích ăn những món ăn lạ. Ủa, vậy Thuận nghe ai nói hay vậy? Thuận xem game nè. Game của mình phát sóng thì Thuận cũng có xem nào. Show này rất là được đó, rất là hợp với mình. Hãy sẵn sàng để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao với một diễn viên điển trai vậy. Ăn cái gì mà đẹp dữ vậy? Xin mời quý vị hãy di chuyển đến khu vực tủ lạnh. Xin mời. Hãy cùng Hoài Rapper khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của diễn viên Ngọc Thuận. Và hy vọng là sẽ có rất nhiều điều thú vị đến từ anh chàng này khi mà anh ấy gặp gỡ hai fan hâm mộ rất là đáng yêu và dễ thương ngày hôm nay. Bạn thì có phước lắm luôn nha. Không ngờ là những fan hâm mộ đăng ký đến đây khá là đông, mà chúng tôi đã chọn ra hai bạn gái xinh xắn nhất, hai bạn nữ nghe. Đó chính là Anh Thư và Mimi. Đó, trời ơi xinh chưa? Đẹp như người mẫu hoa hậu gì đó. Chào hai người đẹp. Chào đây là anh Thư. Chào Ngọc Thuận. Dạ. Anh Thư giới thiệu về mình trước nào. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thư. Em 19 tuổi, hiện tại thì em đang làm người mẫu tự do. Người mẫu tự do. Dạ. Còn dạ, em nay 23 tuổi, hiện giờ em đang là người mẫu tự do. Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các bạn thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho thần tượng của mình là diễn viên Ngọc Thuận. Vậy là hôm nay là hai bạn này sẽ nấu với Thuận ăn đúng không? Đúng, hay là Thuận muốn Hoàng nấu? Thường nghĩ là để hai bạn này nấu đi. Thường nghĩ là để hai bạn này nấu đi. Không biết là hai bạn ấn tượng với diễn viên Ngọc Thuận ở những điểm nào? Dạ, em biết vì anh Ngọc Thuận qua bộ phim Vợ Chồng Đậu. Em thấy anh diễn vai đó rất là dễ thương. Vợ Chồng Đậu. Còn với anh Thư thì sao? Em biết anh Ngọc Thuận đầu tiên là em ấn tượng với vai chú Quang ở trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Không biết là con người ở ngoài có khác trong phim nhiều lắm hay không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với Ngọc Thuận là bà sẽ hiểu rõ. Nhưng mà bên cạnh đó thì về gu ẩm thực thì sao? Cả hai cô gái đều rất trẻ, lo quá. Có thường xuyên nấu ăn ở nhà không? Dạ em cũng có. Tại vì em đi làm một mình á, mỗi lần đi làm về cô hay nấu ăn. Bây giờ sẽ là những manh mối đầu tiên, đó chính là khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của Ngọc Thuận. Và bây giờ sẽ là những tư liệu cần thiết trong chiếc tủ lạnh. Xin mời. Đó, đây chiếc tủ lạnh đây. Nhìn ngắm thật kỹ nha, nhìn ngắm thật kỹ. Trong đây thì Thuận thấy rất từ là nha. Nhiều món Thuận thích rồi đó. Thuận sẽ trả lời những câu hỏi của Hoàng. Trong đây có bao nhiêu phần trăm là món Thuận thích và bao nhiêu phần trăm món Thuận không thích? 60% là món thích. À, vậy là 60-40, tỷ lệ món thích nhiều hơn nè. Đúng rồi. Những món này là món mặn hay món chay? Thuận thích đa số là món mặn. Thuận thích ăn cứng hay là ăn mềm? Ăn khô hay ăn nước? Thường thì thích ăn nước. Rồi, đó, hai bạn hãy nhìn ngắm thật kỹ. Thuận có thích ăn rau, củ quả và trái cây các loại không? Rất là thích, đặc biệt là món cay và đắng. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, chúng ta đóng tủ lạnh lại nào. Và bây giờ hãy chia sẻ thêm đi. Hồi nãy Thuận có nói là cay và gì nữa? Đắng. Đắng là hai vị mà Thuận vẫn rất thích ăn. Rất thích, rất thích. Những vị này rất là kén người ăn nha. Nhưng mà Thuận lại rất thích. Còn ngọt, bùi, béo, chua nó, thì nó sao? Bình thường quá. Tức là những cái vị mà phổ thông quá. Phổ thông quá, mình ăn cũng ăn. Nhưng cũng mà được. Để mà khi mà chọn một cái món mà một ngày mình muốn ăn, mình thích thì có thể mình nói thẳng ra luôn là củ qua chẳng hạn. Hoặc là rau đắng đó. Hoặc là mình làm một cái món gì đó thật là cay đó. Rồi các bạn nhớ những chia sẻ đó của Thuận nha. Đặc biệt luôn là một phần nữa là món càng lạ là càng thích nha. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng di chuyển vào bếp. Đúng rồi.
Ngày hôm nay là cuộc tranh tài của các mỹ nhân. Chờ đón xem món ăn cung đình của mỹ nhân nào sẽ làm cho hoàng thượng cảm thấy hài lòng nhất đây. Ngọc Thuận hãy sẵn sàng nhé. Nhưng mà chưa biết món ăn này với công thức ra sao, nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ là gì, bây giờ sẽ là thử thách đầu tiên. Đó chính là giành lấy quyền ưu tiên để có được nguyên liệu chính đầu tiên trong tay. Chúng tôi sẽ có hai món nguyên liệu chính. Người chiến thắng ở thử thách này sẽ được quyền ưu tiên chọn một trong hai món này. Bởi vì hai món này xuất hiện cái là mình biết sở trường của mình là món nào, mình chọn ngay món đó. Món còn lại sẽ thuộc về người đã không vượt qua được thử thách. Sẵn sàng nha. Trong vòng 60 giây, các bạn lập tức chạy về khu vực trưng bày, lấy càng nhiều càng tốt những món ăn mà các bạn đoán rằng là những món đó sẽ hợp khẩu vị của anh Ngọc Thuận. Lấy càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi lượt đi chỉ được lấy một món thôi trong vòng 60 giây. Đây, tôi xin tiên thệ là tôi rất công tâm nha. Công tâm nha. Rồi, cảm ơn Ngọc Thuận rất nhiều. Xin mời Ngọc Thuận hãy đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Ngọc Thuận muốn kiểm tra khu vực bếp nào? Thấy bên kia hấp dẫn hơn. Rồi, xin mời Thuận sẽ đến với bếp của anh Thư. Rồi. Cái món một, này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong 6 món này, Ngọc Thuận hãy xác nhận mình hợp khẩu vị mấy món. Cái này là một nè, nhưng mà cái này nấu không có đúng theo cách Thuận thích. Cái đó không tính. Cái này 2, cái này 3, 4 món. 4 món tôm luộc không thích hả? Không thích. Rồi, 4 món, chúc mừng anh Thư. Rồi, cảm ơn Thuận. 4 món. Không biết là người đẹp bên đây, Mimi có vượt qua được con số 4 hay không? 5 món đúng không nào? 5 món này Ngọc Thuận thích 2 món. Món nào vậy? Tôi rất là công tâm luôn á. Đây, trứng hấp. Với lại món này tôi cực kỳ thích luôn. Với thịt heo rất là dễ ăn. Còn 3 món này Thuận đi tiệm hay là đi tiệc, đi tiệc, đám cưới, bất cứ gì, 3 món này là không bao giờ đụng tới luôn. Như vậy thì người đẹp Mimi cũng đã cố gắng đem về 2 món hợp khẩu vị với anh Ngọc Thuận. Như vậy thì người đẹp anh Thư, bạn có quyền ưu tiên chọn món nguyên liệu chính. Chúc mừng bạn. Người đẹp anh Thư đã có quyền lựa chọn 2 món nguyên liệu chính của chúng tôi. Một trong 2 món này bạn hãy lựa đi, giữa mắm bò hóc và thịt heo. Thì bạn chọn món nào? Dạ, thịt heo ạ. Thịt heo thì biến lắm mà, an toàn. Tại vì mắm bò hóc hơi khó chế biến đấy. Tại vì mắm bò hóc là có người thích và có người không. Cái đó hên xui, Thuận chưa nói là Thuận thích hay không. Rồi, đó cái này của... Ai cha, còn mắm bò hóc này, không biết người đẹp chúng tôi sẽ vượt qua được món mắm này ra sao. Đây, nhiệm vụ của bạn ngày hôm nay, Mimi nha, cố gắng lên. Như vậy cả hai người đẹp đã có 2 món nguyên liệu chính rồi. Nhưng nguyên liệu phụ là gì đây? Phải có nguyên liệu phụ thì mới hoàn hảo được công thức chế biến. Bây giờ xin mời Ngọc Thuận bước vào vòng tiếp theo được mang tên tiếp sức thực phẩm. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách tiếp theo của khẩu vị ngôi sao, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Người chơi sẽ đứng tại vị trí của mình, sau đó nhìn thấy đề bài, làm sao gợi ý cho Ngọc Thuận có thể đoán ra được những món ăn và những tên gọi với đề bài đưa ra là gì. Đặc biệt lưu ý, không được phạm quy, không được nói đến bất cứ một từ nào nó trùng lắp với lại đề bài. Chúng ta chỉ có 60 giây để có thể gợi ý và đoán, sau đó là 30 giây để bắt đầu đi chợ để đem về những món hợp lệ. Chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, anh Thư. Cây. Cây. Cây mà chỉ vô cái tay. Đơn giản thôi, đơn giản thôi. Thôi cho qua, thôi cho qua. Mấy từ. Cái món okay. Nó nấu với cái gì? Cái gì? Nó gì? Nó có bột hay là gì không? Thả vô thịt đổ hả? Thả vô thịt thính hả? Một chữ nữa. Nói đi. Thính. Bột thính. Thính. Gần đúng rồi. Thính rắc. Cái gì rắc, thính thả thính gì đây nữa? Thính mà xay ra thành... bột thính. Đòi ngược lại. Thính bột. Dễ dễ. Đúng rồi. Nói đi, nói đi. Cái gì nữa hả? Cái tay. Da. Da còn gọi là gì nữa? Da còn gọi là bì. Có gì kêu ụt ịt. Bì heo. Đúng rồi. Đó. Tiếp. 5. 4. Cái gì? Vui. 2. Vui, vui. 1. Vui. Hết giờ. Đi. Vui là cái lấy gì? Đi chợ. 30 giây đi chợ. Lẹ lên Thuận. 30 giây đi chợ. Em nấu cái gì? Thịt heo đúng không? Đi ai? Thịt heo muốn đi gì đi đúng không? Nè. Nhanh nào, nhớ lại xem. Tiếp nào, nhanh nào, nhanh nào. 10 giây cuối cùng. 10 giây cuối cùng rồi. Rồi, ảnh chơi chiến thuật hốt đại, chứ thưa quý vị, hốt đại. Chính được cái nào hay cái đó. Sai hết rồi, sai hết. Và hết giờ, đẹp quá trời đẹp luôn à. Đề bài đầu tiên là, ủa em chỉ vô cái tay là làm sao?
tay là bì. Em lộn. Phải không? Cái này đâu phải bì. Nhưng mà em không biết diễn tả sao nên em bỏ qua luôn. À em nhìn nó giống như một cái bàn tay, em chỉ như tay hả? Rồi tiếp tục nào, đề bài thứ hai. Bột thính, cái đó đoán được. Thính bột. Rất thính bột. Có thính bột chưa? Có rồi. Hên quá. Tiếp theo, Thuận rất là thông minh, da còn gọi là bì nữa. Ủa con gì con cười ụt ịt là con heo. Lá sung. Này là không đoán được rồi. Cái gì? Sướng. Lá sung mà sướng. Em chỉ vừa cái mặt em nói lá sung có nghĩa là sung sướng. Trời ơi. Còn tiếp nào, còn nữa không nào? Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Đây nè, cái lá này mới khó nè. Lá đinh lăng. Lá thì em sẽ có đinh. Không ngờ nguyên liệu chính của bạn Anh Thư là thịt heo. Tưởng chừng như là dễ, nhưng mà những nguyên liệu phụ toàn là những món nghe rất là lạ tai nghe. Như vậy là bạn Anh Thư chỉ có hợp lại được cái thính bột thôi. Hai. À với lại cái ụt ịt đúng không dạ nào? Hiểu. Như vậy trách nhiệm này thuộc về Ngọc Thuận. Bạn sẽ phải cố gắng vượt qua được những hình phạt tiếp theo để mang về những nguyên liệu phụ còn đang thiếu về cho Anh Thư. Hình phạt như thế nào? Phạt như thế nào thì chờ xem Mimi bạn có bị phạt luôn không, mình gom phạt lần luôn cho nó gọn. Sẵn sàng nha Mimi, em đã có kinh nghiệm rồi, vào vị trí. Và bây giờ Mimi đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Không biết là cô ấy có tận dụng được những lời nói và hành động của mình hay không. Hãy gợi ý thật chính xác nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái này cái gì anh? Cái chân. Không, giò. Cái này thôi, cái này thôi. Cái này bắp. Thôi, ừ đúng rồi. Cái gì? Giò bắp. Không. Thịt bắp. Em đừng hỏi cái gì mà em diễn tả đi, tiếp theo là chữ gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì xanh xanh á? Bắp cải. Cái gì xanh xanh mà sao cái hình dạng không sao? Nấu như cái gì? Nó dài dài vậy nè. Nó dài dài. Đó đó. Rồi cái này nè. Bắp. Bắp gì? Đâu qua. Cái gì trắng trắng dài dài? Trắng trắng. Dài dài. Dài dài giá hả? Dạ dạ không, trắng trắng dài dài đúng. Trời ơi, trắng trắng dài dài. Bún gì? Bún gì? Bún tươi. Dạ đúng ạ. Hay quá. Cái gì mà người ta hay nấu người ta nấu cái. Đó là thực vật hay là động vật? Nó dài dài, nó củ nó ở dưới đất á. Hè, củ dưới đất. Trời ơi. Qua đi. Cái gì ở dưới nước? Cái gì ở dưới nước là? Dạ, bơi vậy đó. Ở dưới nước là cá. Ừ. Cá nếu mà nó nấu mắm thì cá lóc. Dạ đúng rồi. Hay quá, thông minh quá. Hết giờ, hết 60 giây rồi, đi lấy đồ, trời đi ơi. Lấy đồ. 30 giây đi lấy đồ nào. Wow, khó quá vậy ta. Trời ơi. Không ngờ là phần thi này với phần đề bài toàn là những món nguyên liệu rất là khó để diễn tả. Cá, cái này phải cá chua không ta? Chết rồi, bò hóc rồi mà Hoàng đã bơ chưa ăn bao giờ luôn á. Nên không thể nào hỗ trợ được cho Ngọc Thuận rồi. Cái này có thể nãy đoán là cái này phải có cà tím này nọ gì. À cái gì vậy? Nè, chơi chiến thuật vua đại nữa hả? 3, 2, 1, bắt giờ. Và bây giờ sẽ là đề bài, xin mời. Đó. Bắp chuối bào, trời ơi. Cái đoán được chữ bắp là hay lắm rồi. Ủa nhưng mà có lại. Đấy, của anh cũng. Có chưa, có bắp chuối chưa? Tại vì đoán cái món này chắc có thể là cần tới bắp chuối. Nhưng mà thật sự đáng tiếc khi mà Ngọc Thuận chưa nói được ba chữ bắp chuối bào nên vẫn chưa hợp lệ. Tiếp tục nào. Đó, bún tươi, hợp lệ. Cái chữ hồi nãy á, trắng trắng nãy bạn nói giá, uổng ghê. Ngại bún, gần đúng rồi, vẫn chưa hợp lệ. Cá lóc rồi, rất là thông minh rồi. Tiếp theo, giá hè và rau thơm. Đây là những phần mà chúng ta đã hết thời gian rồi. Như vậy, chỉ có hai món hợp lệ thôi. Rất nhiều món đang bị thiếu. Và nhiệm vụ của Ngọc Thuận hãy cố gắng làm sao vượt qua các hình phạt của chúng tôi để có thể mang về toàn bộ những nguyên liệu phụ bị thiếu của Mimi và Anh Thư. Chúc bạn may mắn lần sau. Bây giờ, xin mời quý vị giải lao trong vài giây. Đây là hình phạt của diễn viên Ngọc Thuận. Bạn hãy cố gắng vượt qua hình phạt này nhé. Để đem về toàn bộ nguyên liệu phụ. Trong đây có 7 viên ngọc đồng. Thật không? Tôi là đồng thần nè. Ok, hiểu rồi, vừa nói là biết liền. Dùng cái dụng cụ giống như là một món vũ khí lợi hại của mình. Ngậm bằng miệng. Sau đó múc cho bằng được 7 viên ngọc. Lần lượt, mỗi lần múc là một viên. Xong chạy về thả vào đại dương. Nhưng mà quan trọng trong quá trình sau khi lấy được ngọc ở đây, bạn được quyền dùng tay để giữ ngọc. Sau đó là dùng bao bố nhảy về khu vực ao hồ đằng kia, thả ngọc vào trong ao. Sẵn sàng nhá. Khi nào lấy được ngọc mới dùng tay. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Múc đi. Múc. Ê, phải rắc ra, bớt ra để khán giả còn biết. Rồi đó, thả ngọc vô tay. Khỏi, rồi, nhiệt tình quá, rớt rồi, gần như là đổ sông đổ biển nha. Rồi, tiếp tục ngậm tiếp. Để tôi. Không. Múc. Giỏi, đó, cẩn thận. Rồi, nhảy. Hay quá Thuận ơi. Đó, hay lắm Thuận. Ráng Thuận. Ráng lên.
hay quá. Thôi bột gì nào mà hết xì muốn chết hả? Được rồi. Được hả? Ráng lên Thuận, ráng lên Thuận. Mấy viên rồi, mấy viên rồi? 3-4 viên rồi đó. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Mấy viên rồi, mấy viên rồi, đếm giùm đi. À mới có 2-3 viên gì hả? Đếm viên rồi. Mimi, coi trong hồ mấy viên được không? Và thời gian còn khoảng 7 giây. Ráng lên Thuận, ráng lên Thuận. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thật không? Thiệt. Trời ơi. Thật đáng tiếc. Ô nhiều đó. Dạ. 6 viên rồi. 6 đúng không? Tìm coi nếu như 7 là bạn vượt qua được đó. 7 không? Còn 7. Không? 7. À, 7 viên rồi. Yeah. Xuất sắc. Như vậy là Ngọc Thuận đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Như vậy đồng nghĩa với việc những món nguyên liệu phụ sẽ được trở về với khổ chủ. Nào đi lấy nguyên liệu thôi. Đã đầy đủ tất cả những nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Chúc cho hai bạn sẽ thành công. Giữa thịt heo với cá lóc, món ăn nào sẽ được trình bày và tặng cho Ngọc Thuận đây? Nào, xin mời Ngọc Thuận đi rửa mặt một cái. Bột không. Hai bạn ráng nấu ăn ngon nha. Cố gắng lên nha. Bây giờ xin mời hai người đẹp hãy đặt thành quả của mình xuống bàn ăn nào. Wow, bữa tiệc rất là thịnh soạn, thơm quá đi mất. Chúc mừng hai người đẹp. Bây giờ xin mời hai người đẹp sẽ về ghế ngồi để chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Với hai món ăn này thì theo Ngọc Thuận mình nên khai vị với món nào trước? Thực sự nhìn rất là ấn tượng bởi cái món này. À hả, nên rất là tò mò đúng không nào? Đúng đúng. Đây là món ăn của bạn Anh Thư. Anh Thư ơi, anh Thư đặt tên món ăn này là gì nào? Dạ, món đó là nem nấm Nam Định. Thật là may khi ngày hôm nay nguyên liệu đã giúp cho bạn có thể chế biến ra món ăn này. Nem nấm Nam Định. Dạ vâng ạ. Nghe cái tên rất là bắt tai. Rồi nhìn cái... cũng rất là lạ nữa. Ồ, cách bài trí đẹp quá. Đâu đâu, Thuận đi. Vương Thôi Thuận cái người mà chuyên ăn ở trong cái chương trình này thì mình đậu chương trình bạn đã nói tôi làm mà tôi hay ăn khé ăn nhiều á. Ok bây giờ Thuận cứ thoải mái tự nhiên đi. Ok bây giờ hai anh em mình cùng ăn cho nó công tâm nha. Nó gần như là món... đẹp mắt quá. Ừ, giống như là chả luôn rồi đó, cứng lắm luôn rồi đó. Và khi ăn mình sẽ ăn kèm theo những món lá đính kèm. Dạ đúng rồi ạ. Thử một thử đi đũa thật là lớn luôn nha. Đó bây giờ cảm nhận đi Tây Hoàng nè. Thơm lắm nha, mùi bì, mùi thịt heo, rồi mùi bột thính nữa. Gần như là có thể cảm nhận được tất cả các vị trong đó luôn. Thôi ăn cơm được á, giống như cơm tấm sườn bì á. Đúng rồi, ngon. Nhưng mà nó ngon hơn. Nó khác với bì trong cơm tấm. Bì trong cơm tấm thì được sắc rất là mỏng. Còn đằng này cái phần bì heo của bạn làm với độ dày rất là to, nhưng mà rất là vừa miệng ăn. Bây giờ Thuận cũng muốn thử cái tô bên kia như thế nào. Tại vì Thuận cũng đã từng ăn nấm bò hóc ở dưới Sóc Trăng rồi. Ngay tại Sóc Trăng luôn. Món ăn này bạn đặt tên là gì ạ? Bún nước lèo mắm bò hóc ạ. Một cái tên rất là quen thuộc của mì Sóc Trăng. Bún nước lèo mắm bò hóc của bạn Mimi đã chế biến ra nè. Có cần có cho nước lèo vào không cưng? Dạ. Chắc là có chứ. Được ạ. Chấm với cá hay là mình cho trực tiếp vào bên trong nước lèo? Lấy đũa anh chấm lên muối. Đối với Hoàng những món bún là cái phần nước lèo nó quan trọng lắm. Trời ơi, nước ngọt. Phần cá nó mềm nè. Bạn rất cẩn thận, lọc bỏ sạch xương luôn rồi đó. Ngon quá, xuất sắc. Một lời khen dành cho bạn. Nhưng mà khi mình nấu cái này thì mình có nêm nhiều gia vị vô không? Dạ cũng có nêm ít đường, ít bột ngọt. Chứ tại vì không có bỏ muối. Nó mặn rồi. Nó mặn rồi. Cái mặn là mặn do từ? Từ cá. Wow, khó nha. Hai hương vị, hai vùng miền khác nhau. Những diễn viên như vậy mà ăn những món đặc sản như vậy, vừa khám phá
khai thác, rồi nhớ lại những ký ức, rồi đi diễn ở mỗi tỉnh, mỗi nơi, mình tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của mỗi vùng. Như vậy là chúng ta đã thấy được một sự phân vân của bạn Ngọc Thuận rồi. Phải nếm đi nếm lại liên tục các món ăn để đưa ra phần quyết định cuối cùng. Món ăn nào ấn tượng nhất và giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Không Việt Ngôi Sao? Lạ. Mà ăn chung với lá nữa là tuyệt vời luôn á. Nó xem như là một bài thuốc luôn. Riêng với lá sung và lá đinh lăng, bài thuốc lấy lại năng lượng, cân bằng cơ thể. Nhưng mà cái mắm bò hóc cũng rất là ngon. Chính xác. Trời ơi, một tô vậy thôi đủ năng lượng cho một set quay luôn á. Làm sao nó đây? Vô tình một phát là vô ngay cái món mà mình thích mới ghê chứ. Tại vì bạn ấy có chia sẻ là Ngọc Thuận rất thích những món nước. Ừ, tất cả cái món nước mà món lạ nữa chứ, món bò hóc. Đặc biệt là mỗi lần mà Thuận đi quay ở các tỉnh, hầu như tỉnh nào Thuận cũng ráng lục ra một cái món lạ nhất của cái tỉnh đó ăn thử cho biết. Và tiếc nhất là chưa bao giờ tới Nam Định để thử cái món này thật sự nó như thế nào. Món này đã thử rồi thì thật sự bạn nấu nó rất là xuất sắc. Đỉnh không? Đỉnh giống như là hàng chính hãng ở dưới Trà Vinh Sóc Trăng không? Nó phải là 8-9 luôn đó. Ồ, khéo quá. Còn cái món này chưa thử nhưng mà tại vì món này là món đầu tiên mình thử, mình thấy nó lạ. Rồi, bây giờ quyết định đi. Một món là mình rất thích hàng ngày đó là những món nước, hay một món độc lạ lần đầu tiên được trải nghiệm. Đưa ra quyết định cuối cùng đi. Rõ ràng là cả hai món ăn đều rất ngon, đều rất ấn tượng. Thật sự là nếu mà cho điểm là thường cho điểm bên kia, nhưng mà tại vì cái món này là cái món lạ. Quyết định cuối cùng của bạn, món ăn chiến thắng là món nào? Món này đã thử rồi thì thật sự bạn nấu nó rất là xuất sắc. Đỉnh không? Đỉnh giống như là hàng chính hãng ở dưới Trà Vinh Sóc Trăng không? Nó phải là 8-9 luôn đó. Cái món này chưa thử nhưng mà tại vì món này là món đầu tiên mình thử, mình thấy nó lạ. Món ăn mà chiến thắng trong hai món ngày hôm nay nhỉnh hơn xíu thôi là mắm bò hóc. Tại vì cái món đó Thuận ăn rất là hợp khẩu vị. Cảm ơn Ngọc Thuận. Như vậy chúc mừng Mimi, món ăn bún nước lèo mắm bò hóc đã giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với Không Việt Ngôi Sao. Cũng chúc mừng người về nhì, đó chính là Minh Thư. Nào xin mời hai bạn. Nhưng mà em muốn đừng buồn nha, món em rất là ngon luôn á. Bạn giải thưởng đây, hãy trao cho người đã giành chiến thắng rất là may mắn với món bún nước lèo mắm bò hóc, đó chính là Mimi. Chúc mừng Mimi với 5 triệu đồng tiền thưởng. Cảm xúc của Mimi như thế nào nào? Dạ em rất vui à, chương trình cho em cơ hội đến đây chơi và gặp được anh Ngọc Thuận và nấu được một món ăn anh thích ăn nữa. Em cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn em rất nhiều. Nấu ăn cho thần tượng mà thần tượng còn hài lòng nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Còn cảm xúc của người về nhì như thế nào ạ? Thật sự thì em cũng rất là vui tại vì hôm nay em đã món được nấu ăn rất và còn đặc biệt là nấu ăn cho thần tượng của mình là anh Ngọc Thuận nữa. Ừ, mà Thư ơi, anh nói thiệt, đây là món ăn không chỉ riêng Ngọc Thuận đâu mà Hoàng đã cảm thấy rất ấn tượng. Nó rất là lạ, độc và rất là ngon nữa. Muốn ăn chứ phải liên hệ cho bạn Thư. Đây món đầu tiên anh ăn mà cũng thấy được rất là ấn tượng. Dạ. Vậy là lần sau nếu mà muốn ăn thì phải liên hệ lại cho em. Ủa vậy tại sao em không kinh doanh luôn, online cũng được? Không, vậy thì nó đại trà quá rồi. Vậy hả? Tại vì anh thấy em độc quyền trong cái lĩnh vực này luôn rồi đó nha. Em muốn dành riêng thôi. Dạ, nên em vậy muốn là dành riêng. Muốn dành riêng cho anh Thuận rồi đúng không? Thuận Nga hôm nay xuất sắc lắm nha. Cảm ơn Ngọc Thuận đã tham gia chương trình cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Qua đây thì Thuận cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình tới những số ngày hôm nay và đồng hành cùng với Hoàng Rapper đã cho ra rất nhiều món ăn lạ và ngon. Mong là quý vị sẽ ủng hộ chương trình suốt nữa. Và quý vị à, hãy cùng đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta thứ nhất khám phá được những công thức nấu ăn rất là mới, thứ hai là thấy được những tình cảm mà các fan hâm mộ dành cho những thần tượng của mình, và có khi thần tượng đó cũng rất là đáng yêu và thú vị với những chia sẻ về ẩm thực của chính họ. Hãy tiếp tục đón xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.